xin chào cả nhà, tiếp tục Liên sẽ cập nhật cho cả nhà về những cái màu sắc xe cũng như là báo giá xe trong Exciter 155, là một cái dòng xe mà có một cái mức doanh thu cực kỳ lớn được ở hàng Liên luôn nha cả nhà. Và một dòng xe này thì tất nhiên khi doanh thu lớn thì chắc chắn là được anh chị em mình cực kỳ là thích luôn, và được mệnh danh là dòng xe là vua đường phố luôn á. Exciter 155 sẽ có đầy đủ cả phiên bản khóa chìa và khóa thông minh để cho mình lựa chọn ha. Thì là mình đến cửa hàng Liên mình chỉ cần chọn màu xe thôi, còn thích phiên bản nào thì Liên cũng sẽ có hết cho mình. Đầu tiên thì Liên có một em này là phiên bản giới hạn này cả nhà, màu jean nha. Cái phiên bản giới hạn này là phiên bản của 2023 luôn nha cả nhà. Rồi ở đây nữa thì Liên có được là em màu xanh sơn 3D, là cái màu xanh lá cây ha. Màu này sẽ có đủ cả hai phiên bản luôn, nên là mình ưng phiên bản nào Liên cũng có luôn này. Rồi màu vàng này, một cái màu rất là đẹp và tươi mới luôn nha cả nhà. Bây giờ hàng Liên thì hay thích cái tem racing á, nên Liên sẽ lên tem racing lên rất là nhiều màu xanh lá cây, màu vàng này. Trong kia sẽ có thêm một vài màu tem racing nữa, nên là mình thích màu nào thì Liên sẽ tư vấn và sẽ báo giá cho cả nhà mình màu đó luôn. Rồi đây nữa thì Liên có được cái màu xanh tím titan này cả nhà, màu cực kỳ là đẹp luôn nha. Màu này thì thấy được là anh chị em mình rất là thích, kể cả không chỉ riêng dòng Exciter đâu mà kể cả những dòng xe Sonic hay là xe tay ga gì đó, khách hàng cực kỳ thích màu này luôn. Rồi màu hồng này, xinh xắn này, hợp cho cả nam và nữ luôn nha cả nhà. Nam đi rất là cá tính nha, còn nữ thì màu này cực kỳ là dễ thương. Rồi mỗi xe thì Liên sẽ lên mỗi kiểu phụ kiện khác nhau nha. Có xe thì Liên lên phụ kiện đơn giản như bao gồm là ba ga kết nước chống đổ, nhưng mà có những dòng xe Liên sẽ lên phuộc, lên mâm đó, thì anh chị em mình đến cửa hàng Liên thì muốn gắn phụ kiện nào Liên đều có đủ hết luôn nhá. Rồi một cái màu nữa là màu tím iPhone này. Rồi trong này nữa thì Liên có được cái màu xanh xi măng. Giá xe hiện tại thì dao động là từ 42 triệu cho đến 44.500.000 là tùy màu nhé. Tới cửa hàng mua xe mà có liên hệ trước với Liên á, thì Liên sẽ giảm trực tiếp vào giá xe cho mình từ 1 tới 2 triệu nha cả nhà. Rồi như Liên tư vấn cho cả nhà mình á, là phụ kiện mỗi xe lên mỗi kiểu, và cả nhà mình gắn phụ kiện bất kỳ phụ kiện nào cũng được. Khi tới cửa hàng mua xe có liên hệ với Liên thì Liên sẽ giảm cho mình từ 10% đến 70% nha cả nhà. Đó, rồi tiếp theo Liên sẽ có tem racing, tiếp là một màu đỏ bạc này cả nhà. Ở trong này là một màu xanh nữa, xanh dương này, cũng là tem racing luôn này, rất là đẹp luôn. Ở phía trước thì Liên sẽ làm những cái số ngẫu nhiên nha cả nhà. Anh chị em mình á muốn Liên thiết kế cái số hay là một cái màu nguyên một màu mới luôn thì Liên vẫn có hỗ trợ là độ màu sơn theo nhu cầu của mình. Và những màu xe Liên sơn lên thì Liên sẽ bảo hành trong vòng 1 năm, máy móc và động cơ sẽ bảo hành trong vòng 3 năm hoặc 30.000 cây nha. Còn đây Liên có một cái màu nữa là màu jean, là màu của kỷ niệm 60 năm này cả nhà. Đó. Ngoài những màu này ra thì cửa hàng Liên còn có rất là nhiều màu khác nữa. Kể cả bên cửa hàng Liên hiện tại có luôn phiên bản thắng ABS của 2024 và phiên bản tiêu chuẩn và cao cấp của 2024 luôn. Anh nhà mình muốn tham khảo những cái màu xe như vậy thì liên hệ trực tiếp vào Zalo của Liên là 0985794100 thì Liên sẽ gửi mẫu và tư vấn kỹ cho mình hơn nhé. Liên sẽ hỗ trợ cả góp và tiền mặt luôn. Tất cả thủ tục góp hay là tình trạng hồ sơ mình cần Liên tư vấn kỹ thì mình cứ liên hệ trực tiếp với Liên là 0985794100 nha. Và cảm ơn cả nhà. Bye bye.